nhiếp đêm thi rực rỡ hoành tráng chưa từng có với chủ đề lễ hội. Những lễ hội khắp nơi trên thế giới sẽ được tái hiện thật sinh động với phần trình diễn thật dễ thương của các bé thiếu nhi và những tình huống khiến mọi người phải chào thua với sự đáng yêu của các bé. Cảm ơn những giai điệu quê hương với tâm hồn người nghệ sĩ mang hơi thở miền Tây thì không nén hương quê mình. Khi mà con phát thanh á, con có sợ không? Dạ không. Cô yên tâm, nghệ sĩ là cái gì cũng phải làm được. Trời ơi. Chào mừng khán giả đến với Tiếu Lâm Cho Dụ Nhí, chủ đề lễ hội. Cùng đến với phần mở đầu lễ hội thật tưng bừng và rộn ràng của Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí, phải không nào? Chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí của chúng ta do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và trong lễ hội của chúng ta ngày hôm nay, ngoài sự xuất hiện của ba vị chủ nhà cùng với các vương quốc, còn có sự tham dự của 50 vị giám khảo khán giả. Và cách tính điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay cũng rất là đơn giản. Cứ sau mỗi tiết mục, khán giả sẽ bình chọn. Mỗi lượt thích sẽ được tính là 0,2 điểm. Như vậy, tổng số điểm của 50 vị giám khảo khán giả là 10 điểm, tương đương với số điểm của một vị giám khảo chính.
Quý khán giả thân mến, tuần vừa rồi chương trình Tiểu Long Tiểu Trụ Nhí đã mang đến cho chúng ta được rất là nhiều tiết mục thật là đặc sắc. Cũng chính vì vậy mà có rất là nhiều tin nhắn của quý khán giả gửi về bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem vương quốc nào được bình chọn nhiều nhất cũng như là khán giả may mắn nhất trong tuần qua là ai nha. Xin chúc mừng vương quốc đồ chơi của huấn luyện viên Minh Trọng, Lê Nam và bé Gia Bảo đã được khán giả bình chọn nhiều nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhắn tin bình chọn cho vương quốc mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp TL, khoảng trắng, mã số vương quốc và gửi về tổng đài 8234. Vương quốc loài hoa, huấn luyện viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, mã số 01. Vương quốc đồ chơi, huấn luyện viên Minh Trọng, Lê Nam, mã số 02. Vương quốc cổ tích, huấn luyện viên Gia Bảo, Thanh Hiền, mã số 03. Vương quốc kẹo ngọt, huấn luyện viên Hoàng Mèo, Đại Ngọc Trâm, mã số 04. Hoặc truy cập Zalo tìm kiếm Tiếu Lâm Tứ Trụ và bình chọn cho thí sinh và vương quốc mình yêu thích để có cơ hội nhận giải thưởng 5 triệu đồng mỗi tuần. Tổng đài của chúng tôi sẽ được mở ra từ lúc này và đóng lại vào lúc 12 giờ trưa thứ hai tuần sau. Và hôm nay, 4 vương quốc sẽ tiếp tục chinh phục đêm thi thứ 3 của vòng 2 với chủ đề lễ hội. Và mỗi vương quốc chúng ta sẽ có một thành viên diễn chính. Và như vậy, với các thành viên diễn chính của mỗi vương quốc hôm nay sẽ là... Vương quốc loài hoa với bạn Khả Hân. Vương quốc đồ chơi với bé Kim Ngân. Bạn Mai Vi đến từ vương quốc cổ tích. Và cùng với vương quốc kẹo ngọt đó chính là bé Phương Thi. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng hòa nhịp không khí lễ hội tưng bừng cùng các vương quốc đi nào. Thôi bỏ đi,
Dạ, em xin lỗi mấy anh chị với lại mấy bé vũ đoàn nha. Mọi người vô trong nghỉ ngơi giùm em. Tôi khổ ông ghê luôn á. Mỗi lần mà tập tới cái khúc này á là ông cũng phải bắt vũ đoàn người ta đi vô hết. Giờ bây giờ đánh nè. 2, 3. Hey, hey, yeah. Trời ơi, con làm gì vậy Thi? Dạ. Con ai cho con phép đang diễn kịch mà nhảy qua múa vậy? Dạ, tại hai bạn lớp trưởng với lớp phó bắt lộn nhạc nên con bị liệu. Hai em có nghĩ trừ điểm với tôi. Còn hai đứa nghĩ sao diễn gì kỳ vậy hả? Ủa thầy, mà con thấy tụi con diễn được mà thầy. Được cái gì mà được. Lúc đầu thầy thấy tụi con diễn rất khí thế. Diễn một hồi thầy thấy nó bị lê thê. Bảo đảm khán giả sẽ chê. Coi nửa tuần xong họ bỏ về. Sắc tại nó ghê. Với lại nó không có được phê. Trời ơi, tôi nghe mà tôi bị ê chề luôn vậy đó. Hai đứa thương thầy cái đi. Trời ơi, nhà trường tin tưởng thầy giao thầy tiết mục lễ hội này nè. Thầy tin tưởng hai đứa cho hai đứa diễn. Mà ra diễn không được gì hết trơn hết trời á. Còn con nữa, đóng vai gì nói thầy nghe coi. Dạ Thủy Tinh. Cái gì? Thủy Tinh. Nói cũng như nói lớn luôn thấy không? Thủy Tinh đúng không? Thủy Tinh là cái người cầm đầu của một đội quân. Cho dù con thua trận đi, mình bước ra mình phải hùng hồn lên con. Mình phải hùng hồn lên. Con đi gì đâu mà con đi cái quẹo mà ai nè. Con nhai cái gì trong miệng con thầy không biết luôn á. Mình phải hùng hồn lên. Còn bộ nè, bộ là phải chắc. Con hiểu không? Trong đấy bạn Thi nè, con thấy bạn Thi không? Là một người bộ rất là chắc, thoại rất là thuộc. Thi, lại cho bạn coi đi con. Dạ. Bởi sáng tinh. Con thấy chưa? Tiếp con. Tại sao lúc này không nhắc thoại chứ hả? Thầy vừa khen con xong thầy chưa kịp khép miệng lại luôn đó con. Giờ hai đứa học nào nhớ tuồng đó đúng không? Dạ. Không nhớ tuồng đúng không? Ừ. Vậy thôi được rồi. Thầy xin cắt tiết mục này không diễn nữa. Không diễn nữa, khỏi diễn nữa. Thầy ơi, thầy. Gì? Con xin lỗi thầy. Thầy cho tụi con làm lại đi. Tại vì mấy bữa nay tụi con tập không có đàng hoàng nên không có nhớ thoại. Thì cho tụi con làm một lần này đi. Con sẽ cố gắng làm được thật là tốt. Hai đứa dám hứa với thầy không? Dạ hứa. Nên nhớ đây là cái lễ hội lớn nhất của dân tộc Việt Nam mình không? Làm phải làm đàng hoàng, còn không làm thì thôi. Dạ. Cố gắng không? Dạ cố gắng. Cố lên nghe chưa? Dạ. Vô trong chuẩn bị đi. Và sau đây, lễ hội của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Để ta và ngươi nói chuyện rõ ràng. Bởi Thủy Tinh, ngươi chớ có làm càn. Ta đã xuất hiện, ta hỏi tội ngươi. Mối thù của ta và ngươi đã được giải quyết xong. Nhưng cớ tại sao hằng năm ngươi lại chấn lũ lụt, nhốt chim cho làng mạng, làm cho muôn dân phải sống trong cảnh lầm than? Ngươi còn dám hỏi nữa? Đó là việc thù cũ. Dòng máu lạt hồng, 4000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạt hồng, dòng dòng tiên nguyện ôm bao nơi đất mẹ. Nhịp trong hào hùng người đi ra đời biên thủy.
Nghĩ rằng là cô Ốc đang kỳ vọng nhiều hơn ở Phương Thi cũng như là ở Vương Quốc Kẹo Ngọt. Xin được chia sẻ thật với lại Vương Quốc Kẹo Ngọt là bởi vì sườn của kịch bản nó hơi mỏng, nó hơi nhẹ, cho nên là những gì mà diễn ra trên sân khấu nó hơi mang tính chất minh họa và hoạt cảnh, nó chưa thực sự là có sức nặng lắm. Chúng ta đang xem một cái hoạt cảnh nhẹ. Chú Toàn muốn là cái nội dung đó nó được nhiều hơn á chú mèo. Với lại dạ, thời lượng, tại vì dạ, thời lượng khống chế nữa. Bây giờ không, nếu mình làm nhiều hơn quá thì sao? Nhưng thời lượng thì Toàn nghĩ là thì mình có thể sử dụng cả hai bài hát, thì mình sử dụng một bài và để tạo cái ở trong hơn. Nghĩa thì nghĩ rằng mình xem như đây là một cái tiết mục sân khấu hóa, đúng không? Trong chương trình của chúng ta đôi khi là cũng cần có những cái màu sắc nó khác đi. Có thể là những bạn kia diễn kịch nhiều hơn, thì với cái bạn này thì mang một cái màu sắc mở đó là hình thức sân khấu hóa lễ hội, đúng như cái chủ đề ngày hôm nay. Còn về Thi, bé Thi vẫn là một cô bé rất là tinh tế và nhạy cảm và kiểm soát những gì mình làm trên sân khấu. Tuy nhiên cô thấy con hôm nay không có tập trung. Khi con làm động tác nào đó, mắt con liếc qua liếc lại. Nó không phải đáo có một lần đâu con. Qua lại. Y như cái đồng hồ quả lắc vậy nè. Sợ lớp trưởng lớp phó quá mà. Lớp trưởng lớp phó con có giữ không con? Nói đồng đi. Ở dưới liếc thấy quá mà. Cô chú Bình giật cho. Nói đi con, có khó không? Tụi em rất hiền. Bé sợ là bé làm không đúng. Cho nên bé cứ quan sát ở dưới. Mà cái chuyện này là tôi nói với bé rồi nhưng mà không sao. Đối với em thì như vậy đã là rất là tốt. Bởi vì áp lực của một người thi đầu tiên thì lúc nào nó cũng làm cho một cái gì đó nó hơi bị gọi là lo lắng. Có những lúc mình đứng trên sân khấu không phải lúc nào mình cũng làm chủ được mọi thứ, và mình có thể một ngày nào đó mình làm không tốt so với những ngày khác không sao cả. Một kinh nghiệm thì con chỉ cần nhớ rằng lần sau nữa khi biểu diễn ở trên sân khấu phải con hãy cố gắng tất cả bằng cái nội lực bên trong mình. Mọi người sẽ nhận thấy điều đó và đánh giá cao điều đó. Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Cảm ơn con, Phương Thi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành những số điểm cho bạn Phương Thi ạ. Chú Toàn sẽ giữ lại một ít. 9 điểm. Số điểm của vị thần rộn ràng Đình Toàn là 9 điểm. Và chú Nghĩa cũng sẽ là dành cho con 9 điểm. Số điểm của vị thần vui vẻ Đại Nghĩa 9 điểm. Và như vậy chúng ta sẽ biết được số điểm của vị thần Xí Soạn, Ốc Thanh Vân và cuối chương trình hôm nay. Còn bây giờ là số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho bạn Phương Thi. Số điểm của 50 vị giám khảo khán giả dành cho bạn Phương Thi là 9,2 điểm. Chúc mừng Phương Thi. Cô Tiên ơi, bây giờ thì hoàng tử bé sẽ dẫn cô Tiên đến một cái lễ hội rất là nhiều màu sắc luôn. Hơi nghi thức quá nhỉ, dẫn cô Tiên đi liền đi. Nào, chúng ta hãy cùng đến với lễ hội Rio.
cũng vui nhộn và nhảy múa hết vậy chị? Thì đúng rồi, tại vì hôm nay là lễ hội Gio. Không phải, lễ hội Rio. Thì hôm nay á là lễ hội Rio nên ai cũng vui vẻ và hòa mình trong những buổi tiệc nhảy múa. Vậy hả chị? Vậy ai cũng được nhảy hả chị? Vậy em nhảy nha. Coi em múa bụng nè, coi em múa mông nè, coi em múa từ lô hộp vô. Quê, quê, tụi nó đứng đây làm sao mình ăn cắp trứng được đây? Ừ, thì giờ sao chị hai? Ai biết đâu. Thầy ơi, tìm cách đánh lạc hướng đi, đánh lạc hướng. Ừ, đánh lạc hướng. Mấy bạn ơi, bữa nay lễ hội Rio có vui không mấy bạn? Vui. Nhưng mà mình nghĩ là ở đây chưa vui đâu, ra ngoài kia mới vui. Phải không? Không, họ nhảy đây vui rồi ra ngoài kia làm chi? Đúng, đúng rồi. Coi em múa bụng nè, coi em múa mông nè, coi em múa từ lô hộp dưa nè. Hay cái gì mà hay, đang đánh lạc hướng mà. Ừ, đi nữa. Quên. Mấy bạn ơi, tôi nói thiệt là ra ngoài kia mới vui. Phải không? Không, nhảy ở đây vui rồi, đuổi người ta hoài vậy? Đúng rồi. Coi em múa bụng nè, coi em múa mông nè, coi em múa tùm lum tùm la nè. Wow. Chuyện gì vậy, đánh nhau hả? Đâu có, cái này là vũ điệu của mình nhảy đó. Tôi nè, cha la cha cha, cha la cha la cha cha, cha la cha cha, cha la cha la cha cha, cha la cha cha, cha la cha la cha cha. Cái gì mà kỳ cục quá vậy? Cái vũ điệu sao? Cái này là vũ ôn với vũ điệu cái gì? Cái vũ điệu sao mới đúng nè? Mình múa đẹp hơn mấy bạn nè, coi mình múa bụng nè, coi mình múa mông mà, coi mình múa tùm lum tùm la nè. Đi, kia nhảy vui lắm, kia nhảy vui lắm, đi nào. Đi thôi. Tôi nói đã đi rồi, mình phải hiện nguyên hình. Đi, đi. Đi. Mày, chị hai ơi, bây giờ tụi mình phải làm gì chị hai? Ai biết đâu. Thôi bỏ đi, bỏ qua tăng con đi. Mình tới đây là để ăn cắp bắp. Bắp. Trời ơi, cha đánh dữ vậy. Mình tới đây là để ăn cắp. Dạ. Dạ. Trời ơi, đánh. Tao nói rồi, mình tới đây để ăn cắp trứng. Heo. Nhây, nhây. Nhớ nghĩ đi, heo là gì có trứng mà nó nói trứng heo. Tưởng heo có trứng. Thôi, vô vị trí. Hành động. Chị hai ơi, em đã có trứng rồi, đi về thôi. Có chuyện gì? Dạm ăn cắp trứng của ta hả? Ta ăn cắp rồi sao? Bây giờ có chảo trứng không? Không. 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 Bây giờ hỏi lại một lần nữa, bây giờ có chảo trứng không? Không. Không trẻ thôi, mình đi về chứ đòi hoài nhục lắm. Ơi, trứng của mình mà. Đòi lại. Bây giờ có trả trứng không? Không. Không, muốn lấy trứng thì phá thành đi. Ừ. Đập thành. Ta đã lập thành xong. Chiến đấu thôi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Sao có chuyện gì?
Em bay lố quá, dằn vô cái xe hủ tiêu ngõ luôn. Giờ bể hết đống chén rồi đó. Giờ không biết lấy đâu ra tiền đi đền đây nữa. Trời ơi. Chị đã nói em rồi, sao em không dùng cái cây ná bắn cho nó chính xác? Thôi em né ra đi, để chị cho. Các người hãy đợi đấy. Không trả chứng thì đừng trách gì tao. Đừng trách gì tao biển ta lại mặn nghe cha. Để coi ngươi làm gì được ta. Hãy đợi đó. Cắm đầu xuống đất luôn rồi, đau quá. Trời ơi, bạn dở quá, mấy bạn xem mình nè. Cố lên, mình sẽ giúp bạn. Điêu 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 điêu. Để coi, các ngươi còn chờ gì nữa? Mình thua rồi, mình không có phá thành được. Hôm nay mấy chị không làm được gì đâu. Hôm nay em thi chính thế nào bắn cũng chính xác cho coi. Trong kịch bản là vậy mà, mặc định là vậy mà. Được rồi, cố lên, cố lên. Đây. Để ta coi. Dạ thua rồi. Em trả trứng nè, em trả trứng nè. Không chơi nữa. Sợ quá. Mấy bạn coi. Định ăn cắp trứng của mình để làm chi? Để đem gì làm úp la chấm bánh mì ăn hả? Trời ơi, không có đâu. Không có phải. Tại vì tụi tôi á, ở trên núi của ba đứa, Hà nè, chị Hai nè, tôi là Út. Mà tụi tôi chơi với nhau buồn quá, mấy bạn chơi vui. Đừng ăn cắp trứng về cho chị Hai ấp nở cho mấy bạn đi vui á, chứ không phải làm gì hết trơn á. Đúng rồi. Vậy hả, chừng nào mấy bạn buồn á thì xuống đây chơi với tụi tôi, chứ đừng có ăn cắp, như vậy là xấu lắm. Đúng rồi. Vậy bây giờ mình cho mấy bạn dự lễ hội Rio của mình nha. Yeah, yeah! Hoàng tử bé xem xong tiết mục này hoàng tử bé rất là thích. Không biết thì quý vị khán giả có thích không ạ? Rất là thích. Dạ, vậy thì bây giờ xin mời ba vị thần chúng ta hãy cùng nhận xét về tiết mục của bạn Khả Hân. Con muốn nghe ai nhận xét trước Khả Hân? Dạ, tại vì người nào mà ngồi chính giữa thì nhận xét trước. Vậy là ngu lắm rồi. Ngồi chính giữa, ai biểu ngồi chính giữa làm chi? Nhìn con muốn về chơi ăn Rebirth quá à. Dễ thương quá à. Thực sự là rất là sống động luôn. Yeah. Đây là một trò chơi nổi tiếng. Cô thực sự là cô không rành chơi game này. Nhưng mà các bé nhà cô là hay chơi lắm. Nhưng mà ngày hôm nay cô thấy là khi mà con thể hiện nhân vật này mà qua hình ảnh này đáng yêu hơn là cô thấy trong game nhiều lắm luôn á. Dạ. Mà cô nói nghe nè. Hồi lúc mà hả con bay lên á, con quánh heo á.
Cô có sợ không? Không phải là quánh mà là đá thành nha cô. Đá thành nha cô. Cô đó. Cô về cô hỏi con của cô để biết về trò chơi này rõ hơn đi nha cô. Khi mà con phá thành á, con có sợ không? Dạ không. Cô yên tâm, ngại sĩ là cái gì cũng phải làm được. Trời ơi. Trời ơi. Cô ơi con. Trời ơi, con ai dạy cho con nói hả? Hai cô chú huấn luyện viên của con hay sao vậy? Dạ, con tự nói. Trời ơi. Chứ mấy cô chú huấn luyện viên biết mấy thường nói cái gì đâu mà nói. Trời ơi. Dạ. Hai cô chú. À vậy ý là không biết hỏi cái gì đâu mà dạy con nói đó. Con phải tự nói. Nè, bình thường lúc mà tập hai cô chú có nghe bé Hả Hân nói những cái câu mà khó đỡ vậy không? Hả, cô Lâm Dĩ Dạ với chú Hứa Minh Đạt chưa chi mới hỏi một câu mà giám khảo choáng váng rồi đây nè. Hả Hân còn có nhiều câu còn khó đỡ hơn nữa. Ví dụ như bé tập tốt là em chạy lại em ôm bé xong đó. Chú Đạt, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Trời ơi. Hả Hân, nãy mấy chú hóa trang cho con á, vẽ mặt xong á, con có nhìn vô kiến con coi không? Dạ có. Rồi bây giờ con thích cái mặt con bình thường hay cái mặt con vậy luôn? Dạ, con thích cái mặt con vậy, nhưng mà phải tẩy trang để cái mặt mình trắng da. Chú lại đẻ cái mặt đi hoài. Con nói là coi tao múa bụng nè, múa mông nè, rồi múa tùm lum tà la. Từ lưa hột dưa phải không? Múa từ lưa hột dưa là múa làm sao con? Chú Tàng thấy là Khả Hưng rất là gan dạ nè. Mới nhỏ xíu thôi dám móc dây bay ha. Bay tới để phá thành đúng không? Dạ, là một nè. Rồi đó là điểm cộng nè. Rồi cộng đó là cái cuối cùng á. Ôi Khả Hưng múa đẹp quá. Đeo cái đôi cánh vô. Múa múa samba rất là đẹp. Ai dạy cho con? Dạ cô Trâm dạy con. Cô Trâm là ai? Dạ cô, con tên là Trâm. Là cô giáo hả con? Mà cô dạy múa. Nhưng mà cô không có đi được tại vì hôm nay cô mắc dạy. Cô bận dạy hả? Đúng rồi. Cô bận dạy phải không? Trả hàng cho chú Nghĩa. Trả gì nổi nữa mà trả. Trời ơi con quá đáng yêu, quá dễ thương đi. Một cái bài dựng màu sắc rất là hoành tráng. Con thì nhỏ xíu, nhỏ nhất trong tất cả những người đứng trên sân khấu. Mà con vẫn rất là tự nhiên. Con tự tin con diễn lắm. Giống như là mình không có mắc cỡ, mình không có bị rụt rè một chút gì hết trơn trọi. Nhưng mà chỉ có một cái điều duy nhất thôi. Là bé Khả Hân của mình chắc có lẽ là còn quá nhỏ. Cho nên khi mà con thoại lời á, con này vẫn còn hơi giống như là mình bị đọc bài á, mình bị trả bài trong lớp cho thầy cô nghe, chứ không phải là mình đang nói chuyện với những người bạn của mình. Đó. Không phải chú Nghĩa, thật ra khi chú Nghĩa coi con đối đáp cái giọng nó cũng vậy á, nó làm như cái đó giọng khào khào. Con đó. Dạ, chú con thấy vậy đó. Thực ra chỉ trả lời tụi mình cũng vậy hà. Đó, phải không? Tại vì khi mình diễn kịch tới con, thành ra cái giọng mình thoại lời kịch với những người bạn của mình nó phải tự nhiên một chút xíu, giống như là mình đang nói chuyện với nhau vậy nè. Rồi bây giờ Khả Hân nè, thấy mấy cô chú nhận xét vậy có chịu không? Có hài lòng không? Có muốn nói gì nữa không? Dạ không. Con hài lòng không? Dạ hài. Dạ hài. Không có lòng. Dạ hài. Không có lòng hả? Lần sau con diễn tốt hơn. Ồ, hay quá. Vì hôm nay bé Khả Hân nhỏ nhất, bài đẹp nhất, múa cái đoạn kết chú Toàn thích quá trời luôn và làm con Aribus rất là dễ thương. Cho nên chú Toàn quyết định dành tặng cho Khả Hân 10 điểm. Số điểm của vị thần rộn ràng, giám khảo Đinh Toàn đã chính là 10 điểm. Và số điểm chú Nghĩa dành cho con là... Vị thần vui vẻ giám khảo Đại Nghĩa 98 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Và số điểm của 50 vị giám khảo khán giả là 9,8 điểm. Hoàng tử bé nè, có bao giờ hoàng tử bé chứng kiến lễ hội cầu mưa chưa? Lễ hội cầu mưa hả?
À, hoàng tử bé có nghe qua là có lễ hội cầu mưa, nhưng mà hoàng tử bé chưa có dịp để chứng kiến lễ hội cầu mưa như thế nào. À, vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ hãy cùng với cô tiên chúng ta đi chứng kiến lễ hội cầu mưa. Đi. Ơi, hoàng tử bé, đi đường này nè. Lộn lộn. Chị kia mới lố kìa. Dạ, mọi người đang làm gì vậy? Gọi đầu. Chị biết mọi người lố quá à. Trời ơi, tôi đâu có lố đâu. Con trai chị á, nó mới lố quá. Ủa, con trai tôi làm gì lố? Nó đứng im nãy giờ mà. Đúng không con? Con đang làm gì vậy? Chú mưa. Ôi trời ơi. Nữa. Nói chung là buổi cầu mưa cũng xong rồi. Bây giờ trả công đi. Ủa mẹ ơi, đây là cái lễ cầu mưa của dân làng mình, tháng nào cũng tổ chức mà. Sao mẹ đòi tiền công? Thì đúng là lễ cầu mưa của dân làng mình, nhưng mà phải có người đứng ra nói chuyện với thần linh, cầu xin với thần linh. Mà người đó là ai? Là ai? Là ai? It's me. Thôi mấy người nữa, trả công, trả công. Cái này á, dân làng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nè. Nè, cảm ơn bà chị nhiều nha. Cảm ơn nha. Cái gì vậy? Thì dân làng của chúng tôi trả công cho bà thầy đó. Vàng ra. Nhìn đi, cái này là cái gì? Vàng. Còn cái này? Kim cương. Thấy chưa? Vàng bạc kim cương người ta đổ đống ngoài đường đó, ai thèm lấy đâu. Với lại mấy cái này bây giờ đâu có quý, trả con cho tôi làm cái gì? Trả gì? Như mọi lần. Nè. Cảm ơn. Chào chúc. Cảm ơn nha. Nè. Cảm ơn nha. Thôi. Ông anh ơi, mấy tháng nay trời thì không có một giọt nước, tôi cũng không còn bao nhiêu nước, không biết sống nổi qua tuần này không nữa. Thôi, bà chỉ sống nổi qua tuần này, còn tôi nè, không biết sống nổi qua ngày hôm nay không nữa, khát quá. Ê, mạch, tôi còn nước. Chào ông anh nè. Có nước hả? Chờ chút. Từ từ. Đấy, ông anh uống đi. Tôi cảm ơn bà chị nhiều lắm, Ừ. Sao ông anh không uống đi? Hết luôn rồi. Cái gì? Người không hết luôn rồi hả? Bà
bà thầy ơi, hậu mấy cho tôi xin lại cái ống nước hồi nãy được không? Dạ đây nè chú. Ê, đâu có được, nước của mình mà. Bà thầy ơi, hậu mấy bà thầy cho tôi vay đi. Gì? Vay hả? Rồi có trả không? Dạ trả, sẽ trả đầy đủ cho bà thầy luôn. Rồi chừng nào trả? Không biết. Thấy chưa, vậy mà đòi vay tôi. Mẹ ơi, hả? Con thấy dân làng mình tội nghiệp quá à. Không ấy, mẹ cho dân làng mình xin miếng nước đi. Thôi được rồi. Nè, nhờ con tôi nói đó nha. Dạ, cảm ơn bà thầy. Một giọt, hai giọt, ba giọt, chết, bốn giọt rồi, bốn giọt. Đấy, xong, cho bà chị đó. Cảm ơn bà thầy. Bà con ơi, tôi có nước rồi. Chúc mừng. Cảm ơn bà thầy nhiều vì đã cho tôi nước. Bóc hơi rồi. Thôi, bà thầy ơi. Tôi Tôi khoan. Ủa mấy người mắc cười quá à. Nước nhà ai người đó xài đi. Qua xin tôi làm gì? Trời ơi, bà thầy cũng thấy đó. Mấy năm nay cái vùng này bị hạn hán, làm gì có một giọt nước. Trời, muốn uống nước chứ gì. Nè, lá cây xương rồng có nước đó, qua uống đi. Thôi, lá cây xương rồng toàn là gai, chiếc gai toàn là gai độc không mà. Dắt ra thì cũng được vài giọt, máu á thì mất cả lít. Tôi mệt mấy người quá à. Nói chung là về đi, yên tâm, bảo đảm chắc chắn ngày mai có mưa. Năm nào tháng nào cũng nói vậy mà có bao giờ có mưa đâu. Thì bởi vậy tháng nào cũng tổ chức lễ đó. Con dạ. Ra coi mọi người về hết chưa. Dạ. Dạ, hình như hết rồi đó mẹ. Mẹ, nước. Trời ơi con làm gì la lớn như vậy? Nước đâu mẹ có vậy? Thì mỗi tháng mẹ cố tình bày ra cái lễ cầu mưa để gom nước của dân làng tích trữ cho mẹ con mình đó. Tội nghiệp dân làng. Hết nước rồi, để mẹ lấy nước cho con uống. Nè con. Dạ. Nước đi. Con cảm ơn mẹ. Mẹ uống không? Không, mẹ không khác. Dạ. Dạ nè mẹ, con cảm ơn mẹ. Mệt quá. Mẹ làm gì vậy? Không, mẹ không làm gì hết. Ông anh em. Dạ. Mai mốt không có được la làng là nhà mình có nước nghe chưa? Dạ. Có nước. Dừng lại. Ai đây? Cướp. Hả? Cướp. Đứng lại. Mà khoan. Cướp sao đi chậm vậy? Đi nhanh, toát mồ hôi, mất nước, chết. Ồ, ha. Đứng lại. Bốn người ta. Đứng lại. Ơi, xí đi, nó nghe nè. Thấy đi kiểu này mất nước nhiều hơn á. Ông cướp ơi, tôi xin ông luôn á. Vàng bạc kim cương nè, ông lấy gì ông lấy hết đi. Ông đừng hại mẹ con tôi xin ông luôn á. Trời ơi, nghĩ cái gì vậy? Thời buổi bây giờ nước là quan trọng nhất. Tôi lấy vàng về tôi chơi thảy đá hay sao? Chứ ông muốn lấy gì? H2O. Lấy gì? Nước. Nước. Nước của mẹ con tôi. Ông
Ôi, buông ra, buông ra thằng nhỏ, buông ra, buông ra, buông ra. Ui da, trời ơi, mẹ con các người á, không cho nói tiếng, không có nước rồi còn bày đặt xung đột cao trào. Mất nước, mất nước. Con ơi, mất nước. Nước của mẹ con mình. Con ơi, nước. Giật với tôi, rồi giành qua giành lại, đổ hết nước, rồi làm con tôi vậy nè. Trời ơi, mà thầy ơi, trời nắng quá, thằng bé nó bị cháy. Nước, nó mà không có nước, nó muốn mạng chết. Mà thầy, nước. Con ơi, nước con. Nước của tôi nè. Bà thầy ơi, nước bốc hơi hết rồi bà thầy. Nhưng mà tôi phải cứu con tôi. Bà thầy, bà thầy nhìn đi, ở dưới đó nó còn nước hay không? Tôi có cách. Nước ở đây nè. Nước không, nước không được. Nước à! Trời ơi, tay chị chảy máu hết rồi. Cho dù tôi có chảy máu, tôi cũng phải cứu con tôi. À, muốn đi con. Uống đi con. Tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy đi. Con ơi, nó tỉnh rồi. Ngồi dậy. Con mẹ, có mẹ có sao không mẹ? Không, mẹ không sao hết. Tay mẹ bị gì vậy? Không, mẹ không sao đâu. Bà thầy, chuyện gì xảy ra vậy? Thì tôi nói rồi đó, có người vô giành giật nước với tôi, rồi làm con tôi vậy nè. Nước ở đâu mà bà thầy có? Lỗi mọi người. Mỗi tháng tôi lại cố tình bày ra cái lễ cầu mưa để lấy nước của mọi người tích trữ cho mẹ con tôi. Tôi làm vậy là sai. Tôi sống vậy là ích kỷ. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi mọi người. Sấm chớp mà có mưa đâu. Đây là một cái câu chuyện rất hay và ý nghĩa, và nó như là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người chúng ta về cái tình trạng khan hiếm nước, không phải chỉ riêng của cái vùng đất này đâu mà tất cả mọi nơi trên thế giới này đều có thể lâm vào cái tình cảnh như thế này, bởi vì nguồn nước cũng không phải là một cái nguồn tài nguyên vô tận như từ xưa tới giờ chúng ta vẫn tưởng. Nếu như chúng ta không biết tiết kiệm nước rồi, sẽ có một ngày nào đó biết đâu chúng ta cũng sẽ phải sống trong cái tình cảnh giống như cái bộ lạc này. Còn về phần câu chuyện dàn dựng thì chú Nghĩa thấy rằng đây là một kịch bản rất là tốt. Không phải chỉ là về mặt ý tưởng nữa, mà là về cách sắp xếp bố cục, tình tiết,
gài vào để có cao trào, có kịch tính. Rồi bên cạnh đó về màu sắc của cái tiết mục này cũng là lạ. Khi chú Lê Nam với là chú Minh Trọng quyết định chọn một cái bộ lạc thổ dân, cái vùng sa mạc nào đó để cho chúng ta có những cái trang phục nè, những cái phụ kiện nè. Nó rất là đẹp, nó rất là lạ mắt. Cái ý tưởng này là từ như thế nào vậy Nam? Anh xin trả lời luôn. Tức là thực ra là cái lễ hội nước thì có nhiều nước trên thế giới có lắm. Chẳng hạn ngay cả dân tộc chúng ta, dân tộc Thái, Chăm đồ cũng vẫn có. Nhưng mà nếu mà làm những dân tộc đó, thứ nhất là em với lại Lê Nam sợ là mình sẽ không không am hiểu lắm về dân tộc, về phục trang, về này nọ thì sẽ dễ bị sai và điều đó là không ai muốn cả. Nên thôi thì quyết định chuyển cái lễ hội này sang một cái bộ lạc giả định gì đó thì chúng ta có thể mặc sức mà sáng tạo trong đó. Thì đó là một cái cách lựa chọn thông minh. Thực ra những điều mà đặc biệt nhất, tốt nhất về tiết mục này là chú Đại Nghĩa đã nói rồi. Và cô Ốc cũng đánh giá rất là cao ở khâu ý tưởng. Kịch bản này nếu mà làm một cách khéo léo và chỉnh chu là xuất sắc luôn á. Anh Lê Nam với lại Minh Trọng đã rất là thông minh khi mà lựa chọn cái ý tưởng như thế này. Tuy nhiên cô Ốc nghĩ là cần đồng bộ hơn một chút. Tức là mình đã xây dựng ở một cái bộ lạc giả định, hay nói đúng hơn thì nó thuộc về một cái vùng châu Phi nào đó, thì mình có thể châu Phi hóa nó hơn. Vẫn nói ví dụ, có những đoạn, ví dụ như là nhân vật cướp xuất hiện, hay là đoạn cầu mưa, hoặc là đoạn cuối cùng khi mà mưa rơi xuống rồi thì nhìn rất rõ màu sắc của châu Phi ở trong tiết mục này. Thế nhưng có những đoạn thì mình lại bị lơi điều đó, cho nên cái sự đồng bộ theo cô Ốc là nó chưa có được gắn kết từ đầu cho đến cuối. Có những đoạn những nhân vật thoại với nhau, bà con ơi, tôi nói nghe nè, không ai vậy, là kiểu thoại của miệt vườn Nam Bộ. Mình cảm thấy rằng là nếu như mà những cái đó nó được chắt lọc bớt đi và mình sử dụng một cái cách ngôn ngữ khác thì nó sẽ đồng bộ hóa từ đầu đến cuối, và cái màu sắc một cái bộ lạc thổ dân nó sẽ thể hiện rõ hơn và người ta sẽ không có cái cảm giác bị lơi ra. Thực ra lúc đầu cũng tính làm vậy đó, có chứ không phải là nghĩ tới đây rồi, thì cái chuyện đó chỉ là cái chuyện phụ. Nhưng mà thực ra là khi mà các bé thoại lên thì nó không ra cái kiểu đó, mà nó ra cái kiểu bị người nước ngoài nói tiếng lơ 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 lơ, nên đâm ra nghe nó kỳ kỳ. Ví dụ như có những cái động tác mà phải có của thổ dân, nó phải không phải là của một người miền Nam Bộ, tức là nó phải là một cái người mà những cái người, còn những con người sống ở một cái vùng đất mà cách xa thế giới loài người, và họ chỉ có, đối với họ nước là một cái tài sản vô giá. Đó là một trong những cái điều làm mình hơi lấn cấn một chút. Dây gì cô Dân nói nó cũng có cái đúng, nhưng mà thật ra chú Toàn thấy nếu như chúng ta làm ngược lại, chúng ta việt hóa một bộ lạc nào đó về để cho nó gần gũi hơn, để các bé coi, các bé dễ cảm nhận hơn. Nhiều khi là chắc hôm nay thần Xí Sọn hơi khó tính, bởi vì mong muốn là tới vòng này rồi các bạn cần phải giỏi hơn nữa, phải kỹ càng hơn nữa, cho nên là các cô chú mong muốn các bạn được tốt hơn. Nhưng mà chú Toàn thấy là con làm vậy ổn, chúng ta việc hóa lại để cho các bé coi cái thấy cái bà già này ở một cái bộ lạc nào đó nhưng mà cũng gần gũi với mình, giống như bà hàng xóm sát bên chứ vậy, cũng là cái hay. Và Kim Ngân cho chú Toàn thấy một khả năng là con thực hiện những cái động tác múa đều là những cái động tác nó rất khó, con diễn tốt. Và con diễn có thể là con có sợ cái gì không, con có lo lắng về việc gì hôm nay không? Dạ không. Nhưng khi mà con diễn thì chú Toàn thấy là mình hơi chờ đợi để thoại lời với bạn. Nhưng ở cái đoạn mà con bẻ cái cây xương rồng và con vắt cho cậu con trai của mình uống, nó tích tắc thôi, nhưng con làm được cái cảm xúc nó đầy, và nó cũng làm cho chú Toàn xúc động điều đó. Cho nên là chú Toàn cũng ghi nhận một cái sự tiến bộ rất là nhiều của bé Kim Ngân ở trong cái chương trình và cho tới ngày hôm nay. Và rõ ràng qua mỗi vòng thi thì các con lớn dần lên, có nhiều kinh nghiệm hơn, được các cô chú dạy dỗ, và các con đã làm tốt những cái điều mà các cô chú mong muốn các con thể hiện, thì đó là một cái sự tiến bộ. Và chú Toàn chúc mừng con vì điều đó. Cảm ơn chú. Và xin được cảm ơn ba vị thần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của vị thần rộn ràng và vị thần vui vẻ. Thần rộn ràng quyết định dành cho bé Kim Ngân là 9,5 điểm. Thần rộn ràng giáo khảo Đình Toàn 9,5 điểm. Muốn cho hết luôn á mà không có được quyền cho. Nhưng chú Nghĩa rất thích tiết mục này, nhưng chú Nghĩa đã nói. Và chú Nghĩa sẽ dành cho con số điểm là... Vị thần vui vẻ giám khảo Đại Nghĩa 10 điểm. Số điểm của vị thần Xí Sọn sẽ biết được cuối chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Và số điểm của 50 vị giám khảo khán giả
dành cho Kim Ngân đó là 9,6 điểm. Chúc mừng Kim Ngân. Cô Tiên biết không, ở trong Vương quốc cổ tích á, là hoàng tử bé ấn tượng một cái thí sinh mà nhỏ xíu xíu vậy luôn nè. Cô Tiên nếu mà không lầm là một cô bé 4 tuổi đúng không? Dạ rất là chính xác, đó chính là Mai Vi. Nhưng mà ngày hôm nay Mai Vi sẽ làm cho chúng ta rất là bất ngờ đó nha. Nếu muốn biết Mai Vi đem đến cho chúng ta điều bất ngờ gì thì mời mọi người hãy đến với lễ hội ba miền của Vương quốc cổ tích. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là hướng dẫn viên du lịch của tour du lịch ngày hôm nay. Xin chào đón quý vị du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với đất nước Việt Nam. Thường thường thì hướng dẫn viên du lịch đó, người ta chỉ hướng dẫn một hai quốc gia thôi. Nhưng mà tôi á được hướng dẫn tới 5 quốc gia lận. Và xin mời du khách hãy tự giới thiệu về mình. Anh Dân A Sê Dô Hàn Quốc. Sawadikap. Hà Lan. Ohayo gozaimasu. Nhật Bản. Hello. Nước Mỹ. Ủa du khách biết nói tiếng Việt hả? Không, người Ấn gốc Việt. Ôi thằng Lên ơi. Ôi thằng Lên ơi. Thật là vui quá đi. Thật ra thì trước khi đến với tour du lịch này, du khách đã được học một chút xíu về tiếng Việt rồi, có đúng không ạ? Đúng rồi, chúng tôi biết nói chút chút về tiếng Việt. Vâng, đúng rồi. Cảm ơn quý vị du khách. Và không để mất thời gian của du khách, tôi xin giới thiệu sơ về nét đẹp và văn hóa của người Việt Nam. Quý vị biết không, Việt Nam rất là đẹp. Và đẹp nhất đó là tà áo dài. Vì sao tôi nói như vậy? Tại vì khi người phụ nữ Việt Nam mặc tà áo dài vào sẽ tôn thêm nét duyên dáng và thướt tha, giống như là tôi đây. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đầu, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mình cười xinh tươi. Dạ. Một vị khách đi đường thôi dạ. Nhưng mà đẹp đúng không ạ? Dân tảo dài Việt Nam ở đâu cũng đẹp hết. Và bây giờ tôi sẽ dẫn quý khách đi tham quan đất nước Việt Nam và tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Bây giờ xin mời quý khách hãy cùng tôi lên thuyền nha. Ngồi đây. Ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nắm cửa cổ kim, về đất quan họ hát mừng ngày hội niên. Ngẩn ngơ những bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương.
Và chúng ta đã đến với miền Bắc. Dạ quý vị du khách ơi, miền Bắc á nổi tiếng với một nét đẹp văn hóa, đó là môn nghệ thuật hát chèo. Xin chào các bác, hãy cùng nhau chơi vui. Và bây giờ chúng ta hãy bước lên thuyền để tiếp tục hành trình đến với miền Trung. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua ví dạ chờ đông ba người hình. Thăm chim muộn tóc thề chậm vài miếng nón qua trang tiêu. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, năm câu mái đầy dòng mái nghe thảm sầu. Đêm đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mong mơ. Và đến với miền Trung, chúng ta sẽ xem nghệ nhân hát bài chòi. Xin chào bà con cô bác. Gió xuân phấn phất nhành che, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi bờ tới loa bờ mười loa. Nước gió chèn chén lò có chị Bạch Huệ. Một cổ hứa kê lò anh chàng chinh thôi. Một cổ hứa kê là anh chàng chinh thôi. Bài chuyện bà nội là cái chị sao ghê. Là bọn lập bè là có anh ngủ giùm. Lùng đùng sắp bị đi sinh là có anh nhị nghèo. Đó nghe lối còn khổ hay bươi hay mổ lò cây chú bo gò. Có ngạnh có ngà là cái anh tứ tụi kêu mình phụ trương là cái chị bán lùng. Đò đò đen đen đò đò đen đen ba dựng ngang chè kìa. Oh my god, tôi trúng rồi. Ôi, trúng rồi. Trúng rồi à? Papa, tôi cũng trúng rồi. Wow. Chúng gió cả giùm tôi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình để đến với miền Nam. Nghe câu
giọng cổ hay quá à. Cô ơi, à, bây giờ á, tôi mời cô á, cùng với tôi á, theo đoàn à, rồi cái mình về Sài Gòn rồi cô hát cho du khách tôi nghe được không cô? Dạ được. Được hả cô? Vậy thì chúng ta lên đường. Dạ chứ em. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang xuống miền lục kinh xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồn ngọc diễm đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồn ngọc diễm đông. Dạ xin được hỏi Dạ Bảo với Thanh Hiền là khi mà tập cho bé mà nhớ được những cái câu chữ có khó không? Tại mới có 4 tuổi thôi, làm sao nhớ được hết như vậy ạ? Thật sự nếu mà một bé lớn cũng chưa chắc có thể làm được điều này. Nhưng mà đây là một cái em gửi gắm, là tại vì bây giờ cái bộ môn hát chèo cũng như là bài chòi, đờn ca tài tử hay là hát bội rồi đó, gần như là bây giờ người ta đang cứ lãng quên đi. Người nước ngoài thì coi, nhưng mà người Việt Nam mình thì gần như hờ hững với cái điều đó. Thì tự nhiên mình thấy tại sao nó là văn hóa của đất nước mình mà tại sao con người mình lại hờ hững. Thì em muốn cái chủ đề lễ hội này, thì chính em muốn một bé nhỏ nhất trong cái chương trình này mà bé còn yêu mến những cái lễ hội đó, yêu mến những cái bộ môn di sản văn hóa đó, để thì tại sao người lớn không yêu mến những gì của chính đất nước mình. Maybe. Dạ. Ở trong ba bộ đồ mà con mặc đó, dạ, bộ đồ áo màu xanh này nè, dạ, rồi cái áo màu tím nè, dạ, rồi cái đồ tứ thân, con thích, dạ, mặc bộ đồ nào nhất? Dạ tứ thân. Tại sao con thích mặc tứ thân vậy? Dạ có nhiều màu. Thích mà. Thấy có nhiều màu mà thích à. Thật ra ở trong cái tiết mục ngày hôm nay á, con chỉ giống như là cái phần điểm xuyết xuất hiện thôi. Chú Tài muốn cảm ơn các cô chú ở trong ban nhạc nè. Dạ. Bởi vì chắc là chạy theo con cũng mệt lắm, dạ, hiểu không? Dạ. Bước con đứt hết mấy bộ dây đờn rồi đó. Thì đó, con thấy con hát đúng không? Dạ chưa, tại con bị hụt hơi. Trời ơi, chú rất thương mấy cái chú nhạc công. Đúng không? Mấy cái chú đó là đờn rượt theo con đó. Ý, nhỏ nó hát tới đây rồi, đờn lẹ lên. Cái xong rồi, ý, từ từ lại, nhỏ nó đang trải nhịp ra. Phải đờn từ từ rải nó lại, bứt hết mấy bộ dây đờn luôn đó con. Cái chính là con không có đúng gì hết mà con làm như đúng rồi vậy đó. À, cái đó mới là cái vui đúng không? Cái đó nó lại thể hiện ra được cái chữ tiếu lâm của chúng ta. Nhưng mà cái tinh thần của bạn Mai Vi là đúng và bạn ấy hiểu về từng vùng miền nha. Cái vấn đề là bởi vì con là người diễn tốt. Ở những tuần trước mình thấy con diễn rồi đó, mình thấy con gái diễn rất là tốt, thành ra là cái chuyện để diễn nó được cái tinh thần của vùng miền đó, cái con người ở nơi đó như thế nào thì con làm được, chỉ trừ cái phần nghe thôi. Thôi, bé nhỏ quá thì mà. Bởi vậy, nhưng anh mới nói là không ai trách con cái chuyện đó trơn á. Nhưng chú Tài nhắc nhở nè, Baby hôm nay cũng bị giống như là chị Phương Nhi đầu á, diễn cứ phải nhìn xem các huấn luyện viên của mình có nhắc nhở gì không, cứ hay liếc, mai mốt mình đừng có liếc, con biết không? Con phải tập trung diễn thôi, nhớ nha. Dạ. Nhưng mà chú Tần rất là thích cái phần thể hiện của con ngày hôm nay. Thật ra cái tiết mục này với chú Nghĩa thì nó cũng gần giống như tiết mục hồi nãy của bên đội của chú Mèo với cô Đại Ngọc Trâm. Nó mang một cái hình thức sân khấu hóa, một hình thức lễ hội nhiều hơn là một câu chuyện kịch. Và cái điều chú Nghĩa lo nhất là bởi vì cô Lê Như gần như đứng ngoài sân khấu suốt từ đầu đến đuôi cùng với những người bạn khác lớn hơn con. Thì chú Nghĩa cứ sợ là con sẽ bị mấy người đứng ngoài này là che lấp hết. Mình không thể nào mình nổi bật lên được. Nhưng mà không, mỗi một lần con xuất hiện, chỉ lần đầu con xuất hiện là chiếc xe đạp đạp ngang qua với Tảo dài trắng thôi là chú Nghĩa đã thấy mất cười rồi. Sau đó con xuất hiện với từng vùng miền với mỗi một cái trang phục khác nhau và với cái dòng nhạc đặc trưng của vùng miền đó. Phong cách của người từng vùng miền rất là rõ và cô thực sự là rất là nể con, bởi vì Mai Vi biết sao không? Con còn nhỏ xíu à. Con nhỏ xíu mà không hiểu tại sao con lại hiểu và con lại cảm nhận rất là đúng về những con người ở những vùng khác nhau. Cái này cô nghĩ là một phần là do cái bản năng bên trong con. Con là một cô bé sinh ra để diễn xuất.
Một phần nữa là các phụ huynh chắc chắn cũng đã hỗ trợ con rất là nhiều trong việc tập luyện tại nhà. Và một phần nữa là nhờ huấn luyện viên của con rất là giỏi đem đến cho con một tiết mục mà con không phải gồng mình để phải thể hiện một cái điều gì đó quá sức. Nó vẫn rất là đáng yêu trong cái lứa tuổi của con. Nói chung là con quá là dễ thương luôn. Và cô Ốc rất là thích Mai Vi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần quan trọng nhất. Đó chính là phần cho điểm của vị thần rộn ràng và vị thần vui vẻ. Thần rộn ràng cầm sẵn luôn nè. Ràng cho nhiều chiếc điểm rưỡi dành cho Mai Vi. Vị thần rộn ràng Đinh Toàn 9,5 điểm. Vì ông Ràng ông cho 9,5 rồi. Còn ông Vẽ này cũng là bạn thân của ông Ràng, cho nên ông Vẽ cũng là điểm số giống như vậy. Vị thần vui vẻ Đại Nghĩa 9,5 điểm. Số điểm của vị thần xí soạn chúng ta sẽ biết được cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Và giờ đây số điểm của 50 vị giám khảo khán giả dành cho Mai Vi là 9,6 điểm. Chúc mừng Mai Vi. Hãy nhắn tin bình chọn cho vương quốc mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp TL khoảng trắng mã số vương quốc và gửi về tổng đài 8234. Bé Khả Hân, vương quốc loài hoa, huấn luyện viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, mã số 01. Bé Kim Ngân, vương quốc đồ chơi, huấn luyện viên Minh Trọng, Lê Nam, mã số 02. Bé Mai Vi, vương quốc cổ tích, huấn luyện viên Gia Bảo, Thanh Hiền, mã số 03. Bé Phương Thi, vương quốc kẹo ngọt, huấn luyện viên Hoàng Mèo, Đại Ngọc Trâm, mã số 04. Hoặc truy cập Zalo tìm kiếm Tiếu Lâm Tứ Trụ và bình chọn cho thí sinh và vương quốc mình yêu thích để có cơ hội nhận giải thưởng 5 triệu đồng mỗi tuần. Tổng đài của chúng tôi sẽ được mở ra từ lúc này và đóng lại vào lúc 12 giờ trưa thứ hai tuần sau. Những câu chuyện trường học kỳ lạ nhất, bí ẩn nhất, vui tươi nhất sẽ được tiết lộ trong Tiếu Lâm Tứ Trụ nhé. Đêm thi chủ đề Trường Em với học sinh ngây thơ nhất thế giới. Đây là trường đào tạo phép thuật. Sáng giờ em đi lộn ba trường rồi đó. Thôi chắc giờ em về ngủ luôn quá. Con tôi nó luôn ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành, tốt bụng nữa. Tốt bụng. Đừng bỏ lỡ Tiếu Lâm Tứ Trụ nhé. Đêm thi chủ đề Trường Em được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư 26 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ thứ năm 27 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Và bây giờ sẽ là giây phút hoàn hợp nhất của chúng ta ngày hôm nay. Thí sinh nào có số điểm cao nhất và giành giải nhất tuần, chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Bạn Phương Thi đến từ vương quốc kẹo ngọt, điểm của giám khảo Thanh Vân là 9 điểm, tổng điểm là 36,2 điểm. Và số điểm của Mai Vi, vương quốc cổ tích, số điểm của giám khảo Ốc Thanh Vân 9,5 điểm, tổng điểm là 38,1 điểm. Bạn Kim Ngân đến từ vương quốc đồ chơi, điểm của giám khảo Ốc Thanh Vân 9 điểm, tổng điểm là 38,1 điểm. Và còn giờ đây, số điểm của Khả Hân, điểm của giám khảo Ốc Thanh Vân dành cho bạn là 9,5 điểm, tổng điểm của bạn là 38,8 điểm. Và như vậy nhất tuần kỳ này thuộc về Khả Hân và vương quốc loài hoa sẽ được chúc mừng. Trong đêm thi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Trường Em. Và quý vị hãy nhớ khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long cùng với Yes Studio phối hợp thực hiện. Còn giờ đây cô Tiên và Hoàng Tử Bé xin chào và hẹn gặp lại. Đi làm từ chủ nhi, đi ngoài sao nhỏ bé, trường lại thi đua sao.